Tạo hình mới của Uyển Ân, em gái Trấn Thành, bị fan nhầm thành Hải Tú, gây bắt lũ cộng đồng mạng. Những ngày gần đây, bộ phim Nhà Bà Nữ là dự án điện ảnh được mọi người đặc biệt quan tâm. Chỉ sau hơn 2 tuần công chiếu, phim đã đạt cột mốc doanh thu lên đến hàng trăm tỷ đồng và hứa hẹn vẫn chưa dừng lại ở con số đó. Chính điều này cũng phần nào giúp cái tên Uyển Ân đến gần với khán giả. So lại với hình ảnh thời mới vào nghề, ở hiện tại, nữ chính Nhà Bà Nữ đã có nhiều thay đổi tích cực. Em gái Trấn Thành đã giảm tận 12 kg, không còn hình ảnh mũm mĩm, nay Uyển Ân đã có thể tự tin thử nghiệm nhiều phong cách hơn. Mới đây, nữ diễn viên đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh để tóc tém cá tính. Uyển Ân trở nên thu hút hơn nhờ cách làm mới hình ảnh này. Trái với kiểu tóc tém có phần cá tính, mạnh mẽ, em gái Trấn Thành chọn váy hoa nhẹ nhàng, nữ tính. Style váy hoa nàng thơ giúp Uyển Ân nhận về nhiều lời khen, nhưng cũng có một số khán giả bỡ ngỡ với nhan sắc nan ná diễn viên Hải Tú. Từ kiểu tóc cho đến lối trang điểm nhẹ nhàng, đến phần trang phục có sự tương đồng của cả hai làm công chúng không khỏi bất ngờ. Cùng xem sự tương đồng của hai bông hoa này nhé! Bạn nghĩ sao về sự tương đồng trong style của em gái Trấn Thành và nàng thơ Hải Tú? Comment ngay cho TV Chan được biết với nha! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Chan. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé!